Cũng như bao chiến binh nữ khác thuộc phe đồng minh, Clockwoman có phần nào đó nổi trội hơn so với các Clockman thông thường. Cô nàng này có khả năng tua ngược thời gian ở quy mô lớn hơn so với những chiến binh Clockman khác. Tuy kỹ năng chiến đấu chưa được thể hiện nhiều nhưng tôi tin Clockwoman không hề yếu một chút nào. Vì chiến đấu cô ta nhiều đồng hồ hơn các Clockman khác, xếp lại B. Một chiến binh có kích thước ngang với Large Clockman nhưng khả năng chiến đấu lại vượt trội hơn đôi phần, đó là Hourglass Hammer Clockman. Với cái búa cực chiến trong tay, Hourglass Hammer Clockman dễ dàng hạ gục được những con Skibi Toilet ngang hoặc kích thước nhỉnh hơn anh một chút. Khả năng điều khiển thời gian của Hourglass Hammer Clockman không được đề cập nhưng tôi tin anh ta cũng có thể sử dụng các kỹ năng thời gian như những đặc vụ Clockman khác, xếp loại B. Elite Clockman là đặc vụ có vẻ ngoài lịch thiệp và sang trọng nhất trong tất cả các nhân vật thuộc phe đồng minh. Anh luôn xuất hiện với vũ khí là một cây kim đồng hồ khổng lồ. Anh ta có thể điều khiển cây kim này tấn công đối thủ từ xa. Những con Skibidi Toilet có kích thước trung bình gần như không phải là đối thủ của anh. Ngoài ra thì Elite Clockman còn có một cánh tay cơ khí có thể kéo dài, càng giúp cho kỹ năng chiến đấu của Elite Clockman mạnh hơn rất nhiều. Cộng với sự bí hiểm của nhân vật này thì xứng đáng xếp loại A. Một phiên bản nâng cấp siêu xịn của Large Clockman chính là Large Clockman trong tương lai. Ở tập 15 chúng ta đã thấy được Time Traveler Clockman đã phô diễn kỹ năng kiểm soát thời gian vô cùng đỉnh cao. Dù không phô diễn nhiều về khả năng chiến đấu vật lý nhưng với màn xuyên không giải cứu cả biệt đội Clockman cực ngầu lòi, thì đặc vụ Clockman tương lai xứng đáng được loại A.